Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Đồng chí Lê Ngọc Bính làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy. Lễ tôn vinh Hội viên nông dân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2014. Triển khai đánh giá học sinh tiểu học theo quy định mới trên địa bàn Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 10, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ban từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Đình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập từ ngày 5 tháng 6 năm 2013 theo quyết định số 1232 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kể từ khi thành lập đến nay, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Cụ thể, ban đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết tổng kết, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Tham mưu đề xuất cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo xử lý một số vụ việc phức tạp kéo dài, đôn đốc kiểm tra giám sát theo dõi nắm bắt tình hình, từ đó yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Đặc biệt từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai có hiệu quả các giải pháp biện pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Từ khi thành lập đến nay, ban đã tiếp nhận và xử lý 430 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Nội chính trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Nội chính cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tăng cường về cơ sở để nắm chắc tình hình, phối hợp đồng bộ nhịp nhàng với các ngành, đặc biệt với các cơ quan tư pháp để tham mưu kịp thời có hiệu quả. Để hoàn thành những nhiệm vụ đó thì ban cần quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Cũng trong sáng nay 14 tháng 10, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tổ chức lễ tôn vinh Hội viên Hội nông dân tiêu biểu tỉnh Quảng Bình năm 2014. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự. Thời gian qua, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã tạo nên làn gió mới ở mỗi vùng nông thôn trong toàn tỉnh. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình nông dân sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Hội nông dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh nông dân tiêu biểu nhằm động viên tôn vinh các hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và trong phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Tại buổi lễ có 60 nông dân tiêu biểu của 157 cơ sở thuộc 8 huyện thị thành hội trong tỉnh được vinh danh. Được đến với cái lễ tôn vinh ngày hôm nay thì trước đó thì bản thân cũng như gia đình là luôn cố gắng học hỏi tìm tòi và được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành tạo điều kiện cho chúng tôi là những hội viên đi học các lớp tập huấn để chúng tôi cũng là mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để trước hết là làm giàu cho gia đình, bản thân và xã hội, sau đó giúp đỡ những người chị em đang còn khó khăn. Bản thân tôi là vừa là chi hội trưởng nhưng mà vừa là điển hình của trong sáu của tỉnh đợt này phong tặng. Muốn làm được cái này thì dưới sự lãnh đạo, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp với các đoàn thể vận động tốt hội viên tham gia sinh hoạt cũng như hưởng ứng các cái phong trào để hiệu quả của các cái phong trào của là chi hội ngày càng vững mạnh và đời sống của hội viên ngày càng phát triển. Ghi nhận những thành tích đạt được của cán bộ, hội viên và nông dân trong toàn tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những đóng góp quan trọng của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Hội nông dân các cấp cần phải tăng cường và làm một chất lượng việc quán triệt tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính
sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền luật thi đua khen thưởng, qua đó làm chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ hội viên nông dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, nhất là đối với phong trào thi đua của các cấp hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc phát triển, bồi dưỡng, tổng kết và nhân diện những tiến tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua của hội, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua của các cấp hội, trong đó cần chú trọng tạo điều kiện mới trong công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cần phải đẩy mạnh cuộc vận động thi đua làm thầy giỏi, đoàn kết chung nhau xóa đói giảm nghèo trong hội viên nông dân, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo môi trường thuận lợi nhất, bình đẳng để nông dân có cơ hội phát huy được những sáng kiến, động viên nông dân thi đua làm giàu chính đáng. Các cấp hội cần phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn, bám sát cơ sở và hướng đến phục vụ nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. Chú ý những nơi khó khăn, những nơi có phong trào yếu để tập trung chỉ đạo, đổi mới khâu tổ chức và chỉ đạo phong trào một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương. Nhân đây tôi cũng đề nghị các đại biểu, cán bộ hội viên nông dân tiêu biểu được tuyên dương trong buổi lễ hôm nay tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý, những cách làm hay trong thời gian vừa qua để không ngừng sáng tạo, đổi mới, phát huy có thế lửa sức sáng tạo, kinh nghiệm đầu tư thêm nhiều ngành nghề mới, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất để tăng thu nhập, làm giàu cho gia đình, góp phần làm giàu cho xã hội. Tại lễ tôn vinh, 60 nông dân tiêu biểu đã vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Tối hôm qua 13 tháng 10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phía Nam tỉnh đã đến dự. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự định hướng của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình đã không ngừng trưởng thành, tạo vị thế và chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nói riêng, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 3.000 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, trong đó có 65% doanh nghiệp có các thành viên lãnh đạo tuổi đời còn trẻ. Phần lớn doanh nhân trẻ đang lãnh đạo các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, đa dạng về lĩnh vực ngành nghề. Hoạt động của hội đã khẳng định tính đúng đắn của một mô hình tập hợp đoàn kết các doanh nghiệp trẻ trong thời kỳ đổi mới, tạo bước chuyển biến quan trọng về mặt tổ chức. Hội đã khẳng định được vai trò của mình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, là cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà nước, doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hội cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng xã hội từ thiện và hỗ trợ thanh niên. Tại lễ kỷ niệm, Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình cũng đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình tổ chức ký kết hợp tác về bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Nhân dịp này, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phát triển hội đã được Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng bằng khen. Cũng tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ ngày vì người nghèo nhằm chia sẻ một phần khó khăn giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, huyện Bố Trạch cũng vừa tổ chức gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu năm 2014. Hiện trên địa bàn huyện Bố Trạch có trên 300 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước. Tính đến hết tháng 9 năm 2014, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bố Trạch đã nộp thuế cho nhà nước trên 29 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao. Ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua, thừa ủy quyền của Tổng cục Thuế Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, Chi cục Thuế huyện đã trao giấy khen cho các doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Sáng nay 14 tháng 10, huyện ủy Tuyên Hóa đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 23. 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 99% kế hoạch. Chăn nuôi mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên chất lượng tổng đàn được nâng cao. Công tác chăm sóc bảo vệ rừng được quan tâm. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 82 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt gần 88% kế hoạch. Toàn huyện hiện có 29 trường đạt chuẩn quốc gia, 9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể luôn được quan tâm chú trọng,
phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa 19, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung điều kiện để tiến hành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 đúng yêu cầu, nội dung và thời gian theo chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Hôm nay 14 tháng 10, Huyện ủy Lệ Thủy và Huyện ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và triển khai công tác đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho đội ngũ cán bộ cốt cán của hai huyện. Quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các chủ trương, biện pháp nêu trong chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tổ chức đại hội. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp mình. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cần được tiến hành đúng quy định của Đảng, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh yêu cầu cả cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị 36 và các kế hoạch hướng dẫn của cấp trên để làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Công tác nhân sự phải đảm bảo theo quy trình, đúng quy định, phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác cán bộ. Theo kế hoạch, đại hội chi bộ đảng bộ cơ sở ở huyện Quảng Ninh bắt đầu tiến hành từ tháng 4 năm 2015 và hoàn thành trong tháng 6 năm 2015. Riêng đại hội chỉ đạo điểm ở hai đảng bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 3 năm 2015. Sinh thời, Bác Hồ từng nói, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng cựu chiến binh Quảng Bình không ngừng thi đua trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với mục đích tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc của cựu chiến binh Quảng Bình giai đoạn 2009-2014 và vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng 3, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Bình lần thứ 5 giai đoạn 2014-2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2014. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình thực hiện có hiệu quả cả chương trình hỗ trợ các hợp tác xã nông lâm thủy sản. Triển khai đánh giá học sinh tiểu học theo quy định mới trên địa bàn Quảng Bình. Sau đây là danh sách các đơn vị nợ thuế đến ngày 8 tháng 10 năm 2014. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Thanh Đàn 290 triệu đồng. Công ty cổ phần tập đoàn 76 273 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn VCIN 260 triệu đồng. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, xuất nhập khẩu ánh lửa Việt tại Quảng Bình 252 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Phước Phong 236 triệu đồng. Công ty cổ phần hóa chất và cao su Cosuco 234 triệu đồng. Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng tổng hợp Quảng Bình 234 triệu đồng. Công ty cổ phần cấp thoát nước Hòn La 231 triệu đồng. Công ty cổ phần nhựa Đại Trừng Phát 228 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Tỉnh Quảng Bình 208 triệu đồng. Đến nay, Chi cục thuế thành phố Đồng Hới đã thu nộp vào ngân sách nhà nước với kế hoạch giao cả năm 5,3%. Năm 2014, Chi cục thuế thành phố Đồng Hới được tỉnh giao thu nộp vào ngân sách nhà nước 450 tỷ đồng. Để thực hiện thu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, ngay từ đầu năm Chi cục đã quán triệt trong toàn thể cán bộ nhân viên tập trung toàn lực cho nhiệm vụ thu ngân sách, khai thác nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đồng thuế, tập trung vào các khoản thu lớn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi cục đã chú trọng việc cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế, tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền sâu rộng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân cùng với các chính sách thuế khác. Chi cục cũng thực hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm hành chính về thuế,
Nhờ vậy nên mặc dù các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nộp thuế. Đến nay, Chi cục thuế thành phố Đồng Hới đã thu nộp vào ngân sách nhà nước 474 tỷ đồng, đạt trên 105% so với kế hoạch, bằng 210% so với cùng kỳ năm 2013. Các hạng mục thu khác như thu tiền sử dụng đất được 333 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 127%, thu từ các doanh nghiệp quốc doanh đạt 128%, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 133%. Sáng nay 14 tháng 10, Ban Quản lý Dự án Phát triển Nông thôn Bền vững vì người nghèo tổ chức khai mạc hội thảo báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị cấp tỉnh. Tham dự hội thảo có 40 xã thuộc vùng mục tiêu dự án. Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của cán bộ Trung tâm Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, cán bộ các cấp thực hiện dự án phát triển chuỗi giá trị, chính quyền và người dân của 40 xã thuộc vùng mục tiêu dự án đã cơ bản xác định được 8 sản phẩm tiềm năng phát triển theo định hướng thị trường. Phát triển các chuỗi giá trị là một trong những hướng đi mới của dự án IFAC. Thông qua việc tiếp cận này, các xã trong vùng dự án sẽ huy động và tập trung được các nguồn lực để đầu tư vào các mô hình phát triển nông thôn có khả năng sinh lời. Với việc xác định các sản phẩm tiềm năng triển khai trên các xã nghèo sẽ thúc đẩy các mối liên kết thị trường và phát triển các chuỗi giá trị vì người nghèo, nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh ở nông thôn, từ đó giúp cải thiện thu nhập bền vững và giảm tổn thất cho người dân. Hội thảo đã nghe các nhóm cán bộ thực hiện dự án đã trình bày báo cáo kết quả của việc xây dựng kế hoạch hành động các chuỗi giá trị như cây ngô, lúa, lạc, cây keo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi ong lấy mật và hoạt động sản xuất mây tre đan. Qua hội thảo lần này, nhằm huy động trí tuệ của các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị tham gia thực thi dự án. Đây sẽ là cơ sở để hoàn thiện bản xây dựng kế hoạch trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt để nhanh việc thực hiện kế hoạch. Trong năm 2014, tỉnh Quảng Bình đã triển khai rất nhiều chương trình hỗ trợ khuyến khích đối với các hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp. Nhờ vậy, các hợp tác xã ngày càng hoạt động hiệu quả, năng lực sản xuất kinh doanh được nâng cao, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn. Tỉnh Quảng Bình hiện có 131 hợp tác xã nông lâm thủy sản với trên 72.000 xã viên, chiếm gần 47% tổng số hợp tác xã trên toàn tỉnh. Trong đó có 126 hợp tác xã nông nghiệp, 5 hợp tác xã thủy sản. Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã đến nay đạt trên 98 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân 9,6 triệu đồng một năm. Các hợp tác xã ngày càng phát triển theo hướng đa dạng với nhiều ngành nghề, trong đó có nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả như hợp tác xã Đài Phong, Thường Phong, Tuy Lộc, Thống Nhất. Riêng trong năm 2014, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ kinh phí đầu tư mua 10 máy gặt lúa cho 10 hợp tác xã với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ hợp tác xã Chiều Còi An Xá và hợp tác xã Mây Tre Đan Quảng Phương phát triển sản xuất mở rộng làng nghề với mức hỗ trợ 100 triệu đồng một hợp tác xã. Để phát huy thế mạnh của các tổ kinh tế hợp tác, tỉnh Quảng Bình tiếp tục khuyến khích các hợp tác xã đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận động thành lập mới hợp tác xã chuyên ngành nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khai thác hải sản trên biển, tạo điều kiện để hợp tác xã mở rộng quy mô, phát triển đa ngành nghề, góp phần sản xuất ra các loài nông thủy sản chất lượng an toàn, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Năm 2014, nhờ chính sách hỗ trợ đối với ngư dân đóng mới tàu thuyền, tỉnh Quảng Bình có 35 tàu cá được đóng mới, 218 tàu được cải hoán để vươn khơi đánh bắt vùng biển xa. Thực hiện Nghị định số 67/2014 của Chính phủ, đến nay Quảng Bình đã có 947 ngư dân đăng ký vay vốn với số tiền tương ứng gần 2.300 tỷ đồng. Riêng trong thời gian qua đã có 10 tàu cá công suất lớn từ 500 cv trở lên được hỗ trợ với số tiền 50 triệu đồng một tàu. 48 tổ hợp tác sản xuất trên biển đã được cấp áo phao cứu sinh với tổng kinh phí 230 triệu đồng. Nhờ có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với ngư dân đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, nên hoạt động khai thác vùng biển xa của tỉnh Quảng Bình tiếp tục được đẩy mạnh. Các tổ đoàn kết, tổ hợp tác sản xuất trên biển ngày càng phát huy được hiệu quả trong việc hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, tích cực vươn khơi, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đến hết năm 2014, Quảng Bình phấn đấu có 90 tàu cá được đóng mới, nâng tổng số tàu cá của toàn tỉnh lên trên 3.900 chiếc. Sáng nay 14 tháng 10, Ban Quản lý Dự án Nâng cao Năng lực Phòng chống HIV/AIDS, khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội thảo, huy động hỗ trợ của chính quyền địa phương về dự phòng lây nhiễm HIV đối với nhóm hành vi nguy cơ cao. Thời gian qua, công tác điều trị và khống chế dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Diện bao phủ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, dự phòng tới chăm sóc và điều trị ngày càng được mở rộng. Về cơ bản, Quảng Bình đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của đại dịch, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%,
đạt mục tiêu của quốc gia đề ra. Tuy nhiên, dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã duy trì hoạt động tư vấn, giám sát xét nghiệm tự nguyện và hoạt động các nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng hỗ trợ điều trị HIV/AIDS tại các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới, tiến hành sàng lọc hơn 2.200 mẫu máu, chiếm tỷ lệ gần 75%, qua đó phát hiện 64 trường hợp dương tính. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi khó khăn khi triển khai thực hiện ở địa phương, trong đó tập trung bàn các giải pháp làm chậm tiến trình của HIV thành AIDS, làm giảm ảnh hưởng của HIV/AIDS, tăng cường nguồn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để đảm bảo tính bền vững của công tác phòng chống HIV/AIDS. Hôm qua ngày 13 tháng 10, tại trường tiểu học Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Ban An toàn Giao thông, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình, Quỹ phòng chống thương vong châu Á đã tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học. Với sự tài trợ của công ty Johnson & Johnson, hơn 1.600 mũ bảo hiểm được trao tặng cho các em học sinh lớp 1 tại 16 trường tiểu học ở tỉnh Quảng Bình. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ phòng chống thương vong châu Á và các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức nhằm tăng cường thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em. Ngoài việc tiếp tục trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh và cấp mũ thay thế cho những em có mũ bị hỏng do va chạm khi tham gia giao thông, năm nay dự án còn trợ giá hơn 50% cho phụ huynh khi mua mũ cho con em mình để thay thế mũ chật hoặc bị mất. Được biết, năm học 2014-2015, dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em sẽ trao tặng hơn 5.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 tại 39 trường tiểu học ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Đồng Nai. Hôm nay 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho đoàn viên thanh niên tình nguyện của huyện Quảng Trạch về tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cả kỹ năng sơ cứu ứng cứu nhanh các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1. Thời gian qua, trên tuyến quốc lộ 1 đoàn đi qua huyện Quảng Trạch, các đơn vị thầu xây dựng nâng cấp mở rộng mặt đường quốc lộ 1 nhằm hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch của cả nước. Kéo theo đó là những nguy cơ dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Bình đã truyền đạt tới tất cả đoàn viên thanh niên huyện Quảng Trạch những kiến thức cơ bản của luật giao thông đường bộ, những động tác cơ bản về chỉ huy điều khiển giao thông khi xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến và những kỹ năng sơ cứu ứng cứu nhanh khi có tai nạn giao thông xảy ra, để lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện Quảng Trạch có thể phát huy vai trò xung kích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 10 năm 2014, thông tư 30 của Bộ Giáo dục Đào tạo về thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học sẽ chính thức được áp dụng tại các trường học. Để đảm bảo cho việc thực hiện thông tư đạt hiệu quả cao, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình đã tích cực triển khai đến tất cả các trường và giáo viên tiểu học trong tỉnh nhằm thực hiện việc đánh giá học sinh theo quy định mới đúng thời gian quy định. Thông tư số 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc đánh giá học sinh tiểu học năm học 2014-2015 này sẽ được điều chỉnh theo hướng chỉ cho điểm với 3 kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 và cuối năm, không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập của học sinh. Việc đánh giá học sinh theo quy định mới yêu cầu xem xét cả quá trình học của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, trong đó coi trọng đánh giá thường xuyên thông qua nhận xét của giáo viên, đánh giá học sinh một cách toàn diện, không chỉ về học lực mà coi trọng các năng lực phẩm chất của học sinh. Các em không chỉ được thầy cô giáo đánh giá mà còn tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau, đồng thời được cha mẹ cộng đồng tham gia đánh giá. Sau khi thông tư 30 được ban hành, quy định mới này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và giáo viên. Là một cái phụ huynh đang có con học ở cái bậc tiểu học thì khi mà Bộ Giáo dục mà ban hành cái thông tư 30 thì là một phụ huynh thì tôi cũng cảm thấy đấy là một cái chủ trương đúng đắn của Bộ Giáo dục Đào tạo, bởi vì trước hết là nó là giảm cái áp lực về cái tâm lý cho các em, đặc biệt là các em cái bậc tiểu học mà từ lớp 1, lớp 2. Và hai nữa là đây là một cái chính sách mà mình đưa ra như vậy thì là tôi thấy là việc đánh giá theo cái thông tư 30 này thì nó đánh giá học sinh theo một hướng là rất là toàn diện, nó tạo về cái chiều sâu, đặc biệt là cái chất lượng giáo dục bên trong. Là một giáo viên tiểu học khi đánh giá học sinh theo cái thông tư 30 thì chúng tôi thực nghĩ rằng đổi mới về cái cách đánh giá kiểm tra học sinh thì đòi hỏi phải đổi mới trong cách dạy, cách học, cách tổ chức các cái hoạt động cho học sinh, làm thế nào để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho tất cả học sinh được tham gia, được thể hiện mình. Trong quá trình tham gia đó, các em sẽ được hình thành,
phát triển các cái năng lực, các cái phẩm chất đạo đức của mình. Để thực hiện thông tư 30 đạt hiệu quả cao, thời gian qua Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã tiến hành phổ biến về nguyên tắc, mục đích và nội dung của thông tư đến toàn thể cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Trong cái chỉ đạo của Sở để thực hiện cái thông tư này thì ngay từ đầu năm học chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho tất cả các cán bộ quản lý và giáo viên trong tất cả các trường học tiểu học trên toàn tỉnh về cái nâng cao về nhận thức về cái sự đổi mới, trong đó thì có đặc biệt là đi sâu vào việc là phân tích và thực hiện cả cái điểm mới, chủ yếu là về cái nhận xét đánh giá thường xuyên, không bằng điểm số mà chỉ bằng lời nhận xét, giải quyết các cái khó khăn, các cái thắc mắc từ cơ sở. Và chúng tôi đã cố gắng để cho tất cả các giáo viên và cán bộ quản lý giải đáp được các cái thắc mắc đó trước khi vào thực hiện. Chúng tôi là cho rằng cái việc đổi mới đánh giá này nó phải rất đồng bộ, rất chặt chẽ với việc đổi mới phương pháp dạy học. Có thể thấy không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên cho học sinh là một quy định tích cực, dẫu vẫn còn những khó khăn bước đầu khi tiếp nhận cách thức mới, nhưng đây thực sự là một bước chuyển mạnh mẽ trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Sau đây như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 14 ngày 15 tháng 10. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 1 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 10, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ.